Giá nông sản rớt thê thảm, kêu gọi giới trẻ Trung Quốc đừng về quê làm nông. Mời quý vị và các bạn cùng Như Ngọc và Khán Trung Quốc tìm hiểu sâu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Dưa hấu Trung Quốc bị rớt giá. Mặc dù dưa có chất lượng nhưng nông dân không bán được giá. Dân chúng đều bỏ đi làm phân bón hoặc cho bò ăn. Nông dân Trung Quốc có thể làm gì đây? Họ bỏ ra số vốn 280.000 đô la Mỹ và mọi thứ đổ sông đổ biển. Người trồng dưa đau lòng, khóc không nổi nữa. Ngay cả nằm mơ, tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng giá dưa lại có thể tụt dốc như thế này sau nhiều năm trồng trọt. Nhìn hàng trăm nhà kính trồng đầy dưa hấu mà tôi muốn khóc, cảm giác như dao cứa trong tim. Chồng tôi làm việc trong nhà kính, cả ngày lẫn đêm, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn lợn. Da của anh ấy bong chóc vì cháy nắng, làm việc vất vả đổ mồ hôi. Tôi cảm thấy tiếc cho chồng mình. Tôi mới ngoài 30 tuổi mà kinh doanh dưa hấu lỗ trắng tay. Chúng tôi thậm chí không thể bù chi phí và đang lỗ cả tiền công. Cả nửa năm làm việc cật lực, ai mà không cảm thấy khủng khiếp. Nếu bạn kiếm ra tiền, người khác sẽ ghen tị. Nếu bạn thua lỗ, họ sẽ cười nhạo cho. Đằng nào cũng khổ thân, sống để làm gì cơ chứ? Một số nông dân nói, trước đây chúng tôi có thể kiếm được 70.000 đô la Mỹ một năm từ việc trồng dưa hấu, nhưng bây giờ chúng tôi lỗ 28.000. Trồng quả 5 tháng, sâu là 30 kg, thiệt là 10 vạn. Người đàn ông tuổi 30 đã từ bỏ công việc lương cả 56.000 đô la Mỹ để về quê trồng dưa. Sau 5 tháng, bỏ ra số vốn hơn 14.000 đô la Mỹ. Người gầy mất 13 cân, ăn uống qua loa, dậy sớm ngủ muộn, nắng mưa dãi dầu. Đây là cuộc sống thực sự của một anh nông dân trẻ. Hãy cùng lắng nghe tâm tư của những người nông dân mới về quê. Tôi đang ở tuổi 30, sút hàng chục cân sau 5 tháng. Điều gì khiến anh quyết định về quê làm nông? Tôi bị thu hút bởi lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Họ nói tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tôi nghĩ tôi sẽ thử trồng thử vài mẫu. Không ngờ đầu tư 42.000 đô la Mỹ mà chỉ kiếm được có 18.000. Tôi bị lỗ gần 24.000. Trung Quốc có ngành công nghiệp dưa hấu lớn, không chỉ về sản xuất mà cả tiêu thụ. Với dân số 1,4 tỷ người, người Trung Quốc ăn khoảng 16 tỷ quả dưa hấu mỗi năm. Trung bình mỗi người hơn 11 quả. Sản lượng hàng năm của Trung Quốc là khoảng 80 triệu tấn, chiếm khoảng 70% tổng sản lượng thế giới. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu. Niềm đam mê ăn dưa hấu to lớn này đòi hỏi cả nguồn cung trong nước và nhập khẩu nước ngoài đều phải đáp ứng. Chỉ riêng năm 2019, Trung Quốc nhập khẩu gấp 5,8 lần lượng dưa hấu xuất khẩu. Đối với mỗi quả dưa hấu xuất sang nước khác, Trung Quốc nhập khẩu 5 quả, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, sau đại dịch, Trung Quốc không còn khả năng hỗ trợ sản xuất dưa hấu dồi dào. Nói về nông sản không bán được ở Trung Quốc là vấn đề phổ biến nhiều năm nay. Trong những năm được mùa thu hoạch dồi dào, nhiều loại trái cây, rau quả phải đối mặt với tình trạng bán chậm. Hãy nhìn xem, những quả sầu riêng mà người khác không đủ tiền ăn, thì chất như núi ở trang trại, ngay cả lợn cũng được cho ăn sầu riêng. Vì số lượng lớn chín cây mỗi ngày không bán được, nên cuối cùng được dùng làm phân bón. Kể từ nửa cuối năm 2020, nhiều loại nông sản ở Trung Quốc bán ra chậm. Và tháng 7 năm ngoái, hơn 3.000 mẫu mận đen ở huyện Đại Lê, Thiểm Tây vẫn chưa bán được với hàng nghìn tấn mận chất đống. Táo hoa ngưu cam túc được bán giá chưa tới 7.000 đồng nửa cân. Nhiều loại rau củ quả cũng không bán được, thối rữa trên đồng. Người thiệt hại lớn nhất khi nông sản tồn đọng là nông dân. Việc trồng trọt không chỉ đòi hỏi thời gian và công sức đáng kể, mà còn phải đầu tư đáng kể vào đất đai, thuốc trừ sâu, phân bón và nhiều chi phí khác. Khi sản phẩm không bán được, đồng nghĩa với việc công sức của người nông dân trong vài tháng, thậm chí cả năm trở nên lãng phí. Trong trường hợp nghiêm trọng, họ thậm chí không thể thu hồi được chi phí của mình. Vì vậy, mỗi khi đến vụ thu hoạch, người nông dân lại lo lắng về giá cả, doanh thu. Tại sao nông sản Trung Quốc thường gặp tình trạng doanh số ế ẩm? Một lý do là thị trường nông sản Trung Quốc có cơ cấu kém, chia sẻ thông tin giữa các nơi kém và chi phí vận chuyển cao. Năm 2020, trong thời kỳ đại dịch, các sàn thương mại điện tử lớn đã tích cực hỗ trợ việc bán nông sản. Bán hàng qua phát trực tiếp không còn là thứ mới lạ nữa. Để đối phó với đại dịch, các gã khổng lồ thương mại điện tử như sàn Alibaba, JD.com, Sunning và Pinduoduo từng đưa ra các sáng kiến hỗ trợ nông dân gặp khó khăn. Sàn Đà Bảo đã thành lập một quỹ từ thiện hỗ trợ nông nghiệp và bắt đầu phát trực tiếp để giúp bán những sản phẩm nông nghiệp còn tồn. Với quỹ từ thiện trị giá khoảng 140 triệu USD, Sàn Đà Bảo đã đưa ra 10 giải pháp, bao gồm mở đường dây chuyên dụng để thu thập thông tin về sản phẩm nông nghiệp chưa bán được, tung ra các phần bán hàng đặc biệt cho sản phẩm này trên mạng xã hội và tăng cường mua số lượng lớn từ các khu vực sản xuất chính để tăng doanh số bán hàng. Sàn Đà Bảo cũng tạo ra chuyên mục hỗ trợ ẩm thực cho nông dân để giúp dân chúng tiếp cận với các kênh bán hàng. Các bộ phận truyền phát của Sàn Đà Bảo kết nối với nông dân từ các khu vực như Sơn Đông, Tứ Xuyên và Chiết Giang để khởi động chiến dịch bán trực tiếp nông đặc sản nhằm quảng bá các sản phẩm nông nghiệp chưa bán được.
Tuy nhiên, vào năm 2024, các sàn thương mại điện tử bỗng im lặng trước sự sụt giảm giá dưa hấu. Do chi phí phân phối cao, họ nhận ra không thể tự xử lý những quả dưa hấu nặng và lợi nhuận thấp thông qua thương mại điện tử và hậu cần. Tại sao Nhật Bản và Mỹ hiếm khi gặp vấn đề nông sản tồn đọng? Ở Nhật Bản, dưa hấu có thể được bán với giá lên tới 7 USD một quả, trong khi ở Trung Quốc, chúng rẻ chưa tới 3 USD một trái. Điều này chủ yếu do cách quản lý khoa học và cách bố trí thị trường nông nghiệp ở nước này. Tại Nhật Bản, chính phủ và đổi mới đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nông sản nhằm bảo vệ lợi ích của nông dân. Mỗi bước từ trang trại đến người tiêu dùng đều có sự can thiệp của chính phủ. Để giảm chi phí lưu thông, chính quyền địa phương ở Nhật Bản thúc đẩy bán hàng nông sản trực tiếp. Trong đó, các hợp tác xã nông nghiệp giúp nông dân thành lập trung tâm bán hàng và tổ chức bán hàng. Điều này cho phép nông dân tự định giá, tăng tỷ suất lợi nhuận. Nông sản Nhật Bản nổi tiếng với giá cao vì nông dân tránh việc đồng nhất hóa sản phẩm ở các khâu sản xuất. Họ được khuyến khích phát triển các sản phẩm nông nghiệp độc đáo, chất lượng cao, không chỉ có lợi thế cạnh tranh ở thị trường trong nước mà còn có giá cao khi xuất khẩu. Tại Mỹ, nông sản hiếm khi gặp vấn đề về bán hàng, chủ yếu do vai trò của các hợp tác xã, hiệp hội nông nghiệp. Sau khi thu hoạch, nông dân có thể dựa vào các hợp tác xã này để củng cố và tiêu thụ sản phẩm của mình. Trong thời kỳ thị trường suy thoái, hợp tác xã hoạt động như một mạng lưới an toàn cho nông dân. Ngoài ra, các hiệp hội nông nghiệp khác nhau cung cấp các dịch vụ trước và sau bán hàng. Sự phối hợp giữa các hợp tác xã và hiệp hội nông nghiệp đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường rộng rãi hơn. Năm 2020, dưa hấu Đài Loan chạm mức giá thấp nhất trong 50 năm do đại dịch. Nhiều nhà hàng không thể hoạt động, dẫn đến dưa hấu không bán được vì dưa hấu không thể xuất khẩu hoặc dự trữ nên người ta lo ngại rằng việc bán một quả dưa hấu có thể làm giảm doanh số bán các loại trái cây khác. Vì vậy, ông Trần Cát Trọng, người đứng đầu Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan, đã đề nghị chế biến dưa hấu thành nước ép và yêu cầu ngành đồ uống trà quốc gia mua chúng để tiêu thụ. Ông Trần Cát Trọng đề cập rằng, cách tiếp cận này sẽ làm tăng giá dưa hấu và chính phủ sẽ phải gánh chịu khoản chênh lệch chi phí. Ngược lại, cách tiếp cận của người Trung Quốc được tóm tắt trong câu nói nổi tiếng của ông Tập Cận Bình, nói rằng người Trung Quốc phải nắm chặt bát cơm, lúa gạo phải đầy bồ. Ông Tập nhiều lần nhấn mạnh an ninh lương thực là nền tảng quan trọng của an ninh quốc gia và đảm bảo lương thực cho hơn 1 tỷ người là ưu tiên hàng đầu trong điều hành của Đảng. Năm 2023, chính phủ Trung Quốc đã biên soạn và xuất bản nhiều nhận xét về an ninh lương thực của ông Tập trong cuốn sách có tựa đề Trích từ diễn văn của Chủ tịch Tập về an ninh lương thực quốc gia. Ở các khu vực như Hà Nam, Tứ Xuyên đã có phong trào quay trở lại làm nông nghiệp, bao gồm việc chuyển đổi rừng và vườn cây ăn trái, trở thành ruộng lúa, thậm chí trồng lúa trên dốc và khô, theo khẩu hiệu đảm bảo an ninh lương thực. Tuy nhiên, các nhà quan sát lưu ý rằng chính sách này đi ngược lại với nguyên tắc khoa học và bị hủy hoại bởi thực thi hỗn loạn, có khả năng dẫn đến thất bại. Một vấn đề nữa là, nhiều nông dân mù quáng chạy theo xu hướng trồng trọt mà không có điều tiết từ nhà nước trong việc lựa chọn cây trồng, dẫn đến nông sản giống nhau ồ ạt. Nông dân cũng thiếu kiến thức về thời gian trồng xen kẽ, dẫn đến số lượng lớn của một sản phẩm được tung ra thị trường cùng một lúc, phải đối mặt với giá thấp và doanh số bán hàng chậm. Năm 2023, nền kinh tế Trung Quốc suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên lên tới 20%. Các học giả cảnh báo rằng vấn đề thất nghiệp ở thanh niên có thể trở nên trầm trọng hơn trong thời gian ngắn và có thể kéo dài tới một thập kỷ. Đáp lại, truyền thông chính quyền Trung Quốc, Nhân dân Nhật Báo cho tuyên truyền kêu gọi thanh niên tri thức chuyển về quê sinh sống với khẩu hiệu nơi Tổ quốc và nhân dân đang cần. Tuyên truyền hô hào thực thi theo Chủ tịch Tập. Và tháng 2 năm 2021, Nhân dân Nhật Báo dẫn lời ông Tập kêu gọi cần phải thúc đẩy việc phục hồi các tài năng ở nông thôn, khuyến khích những người sẵn sàng chuyển về nông thôn để cảm thấy tự tin hơn, truyền cảm hứng cho tài năng trẻ để phát huy hết khả năng của mình, thể hiện khả năng của mình và đạt được những điều tuyệt vời nơi nông thôn rộng lớn. Đối với những người lớn tuổi, từng trải qua phong trào kinh tế mới, lên núi xuống làng ở Trung Quốc trong những năm 1950 và 1970, cách tuyên truyền hô hào này rất quen thuộc. Đây là một chiến thuật của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, được sử dụng lâu nay nhằm giải quyết các vấn đề thất nghiệp nghiêm trọng. Những người Trung Quốc bất bình nói, trong khi con cháu cán bộ cấp cao sống trong xa hoa, họ lại thúc giục con cái thường dân phải chịu đựng gian khổ. Họ kêu gọi các con cái của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc làm gương bỏ phố về quê trước. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc có đặc điểm thích đánh nhanh, hy vọng giàu có sau một đêm, lợi ích ngắn hạn, hời hợt, lên kế hoạch thì hoành tráng nhưng hay bỏ ngang. Trước tình trạng thất nghiệp trầm trọng, chính quyền Bắc Kinh hô hào thanh niên về quê làm nông để giải quyết vấn đề việc làm cho thanh niên thành thị. Bà Phương Tông Yến, trợ lý nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng Đài Loan, tin rằng kiểu làm như vậy sẽ không giải quyết được tình trạng thất nghiệp một cách hiệu quả. Xu hướng nằm bẹp hay lượng dân số không nhỏ theo đuổi các kỳ thi công chức phản ánh xu hướng phấn đấu của giới trẻ Trung Quốc ngày nay. Mặc dù hiện giờ các cuộc biểu tình quy mô lớn khó có thể xảy ra, nhưng những chính sách này có thể dẫn đến những vấn đề xã hội sâu sắc hơn trong dài hạn. Tại Hội nghị Đối thoại An ninh Đài Bắc 2023, các chuyên gia và học giả đến từ Mỹ, Anh, Singapore, Ấn Độ và các nước khác thảo luận về những thách thức mà Trung Quốc đặt ra đối với trật tự và dân chủ toàn cầu. Trong phiên thảo luận về quản trị nội bộ và phát triển tài chính của Trung Quốc, bà Phương Tông Yến từng đề cập đến các vấn đề thất nghiệp của thanh niên và kinh tế Trung Quốc. Bà Phương lưu ý,
huy động các công ty tạo việc làm, khuyến khích thanh niên chịu khó ở nông thôn là những giải pháp không hiệu quả. Một trong các lý do thất nghiệp ở thanh niên là vấn đề cơ cấu không giải quyết đơn giản bằng cách tăng nguồn cung cấp việc làm. Quảng Đông là tỉnh kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, nhưng hồi tháng 4 năm 2023, có tin Quảng Đông có kế hoạch tổ chức đưa 300.000 thanh niên về làm việc ở nông thôn, phong trào kinh tế mới lên núi xuống làng, từng giày vò nhiều thế hệ người dân Trung Quốc dường như đang quay trở lại. Hồi tháng 4 năm ngoái, tin đồn lan truyền trên các mạng xã hội nước ngoài về kế hoạch hành động của chính quyền tỉnh Quảng Đông nhằm đạt được 5 mục tiêu vào năm 2025 với sự tham gia của 320.000 thanh niên. Những mục tiêu này bao gồm tổ chức 100.000 thanh niên, hỗ trợ các vùng nông thôn, kết nối, tuyển dụng và đào tạo họ để cải thiện kỹ năng ở nông thôn, khuyến khích 10.000 thanh niên tìm kiếm việc làm ở các quận và hỗ trợ họ khởi nghiệp ở cấp quận. Cách đây 55 năm, để loại bỏ nguy cơ thất nghiệp ồ ạt ở các thanh niên thành thị dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã phát động phong trào xuống nông thôn, hàng triệu thanh niên bị buộc rời khỏi thành phố và bị đẩy đến những vùng xa xôi của Trung Quốc. Nhiều người mất cơ hội vào đại học và phải lao động khổ sai, do đó được mệnh danh là thế hệ lạc lối của Trung Quốc. Đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên là 21,3% và khả năng xảy ra các cuộc biểu tình phản đối của công chúng, Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đã áp dụng lại cách làm này. Theo chính sách này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không đưa ra các biện pháp hỗ trợ mới. Mặc dù Trung Quốc là một nước nông nghiệp lớn, nhưng nền nông nghiệp nước này vẫn tụt hậu hơn so với các nước phát triển như Mỹ và Nhật Bản. Chính quyền Bắc Kinh không hiểu rằng việc giảm nghèo và giải quyết tình trạng thất nghiệp đòi hỏi phải tạo ra các chiến lược chung, bền vững hơn là các biện pháp cực đoan. Tương tự như cách làm Zero Covid, phong tỏa cả quốc gia trong 3 năm thời đại dịch bùng phát ở Vũ Hán vào cuối năm 2019, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp dụng cách làm Zero Covid, thực hiện các biện pháp cực đoan vi phạm nhân quyền và dẫn đến nhiều thảm kịch. Vào cuối năm 2021, Tây An, Thiểm Tây phải đối mặt với sự bùng phát trở lại của đại dịch. Chính quyền địa phương lại áp đặt một đợt phong tỏa khác, phớt lờ những khó khăn của người dân, gây ra nạn thiếu lương thực. Tuy nhiên, như đó chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm. Năm 1957, lãnh đạo Mao Trạch Đông hy vọng Trung Quốc sẽ phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, ông chỉ hiểu rõ quy luật khách quan của sự phát triển kinh tế. Nói theo cách hiện đại, thì chiến dịch đại nhảy vọt có thể được coi là sự thực hiện giấc mơ Trung Hoa của Mao. Trong kế hoạch 5 năm đầu tiên, từ năm 1953 đến năm 1957, Trung Quốc từng có sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Với tham vọng vượt mặt Anh và đuổi kịp Mỹ, một lượng lớn dân cư nông thôn đã được huy động để sản xuất thép, bỏ bê việc sản xuất ngũ cốc, cây cối bị chặt hạ, thép được sản xuất trong các lò nung trong sân vườn, dẫn đến thép kém chất lượng và gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp. Một yếu tố cốt lõi của tham vọng giấc mơ Trung Hoa là nông thôn thoát nghèo toàn diện. Bàng Giai, nhân viên Bộ Tư pháp ở Miên Dương, Tứ Xuyên, người từng tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo nông thôn, cho biết sau khi ông tập đặt mục tiêu xóa đói giảm nghèo toàn diện vào năm 2020, các cán bộ địa phương đã dành 70% thời gian chỉ để hoàn thành chỉ tiêu trên giấy tờ. Để đáp ứng chỉ tiêu cải thiện nhà ở nông thôn trong vòng 3 tháng của cấp trên, các cán bộ địa phương Phụ Dương, tỉnh An Huy đã chi hơn 1,2 triệu đô la Mỹ để tẩy trắng các ngôi nhà để chúng trông đẹp hơn trong mắt các nhà lãnh đạo đến thăm. Tuy nhiên, dự án này được thực hiện vội vàng, nhiều nhà chỉ mới được sơn phết lem nhem, bất chấp việc bí thư đảng Phụ Dương bị mất chức do chủ nghĩa hình thức. Tháng 2 năm 2021, ông Tập vẫn tuyên bố công cuộc xóa đói giảm nghèo cả nước đã đạt được thắng lợi toàn diện. Theo ông Hàn Đông Phương, một nhà hoạt động lao động Trung Quốc, nỗ lực của các quan chức nhằm đáp ứng chỉ thị của ông Tập Cận Bình chỉ là màn trình diễn chính trị nhằm chuyển hướng chú ý dư luận khỏi các nhiệm vụ khác như giám sát an ninh nơi làm việc. Nhiều thông tin cho biết, ông Tập nhận thức được sự nguy hiểm của các chủ nghĩa hình thức và quan liêu, nhưng các biện pháp khắc phục được đề xuất dường như chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề. Chương trình Giấc mơ Trung Hoa của ông Tập đã có từ lâu. Tuy nhiên, học giả chính trị Trung Quốc Trương Vĩ ở Hồng Kông nhận định, chương trình của ông Tập minh chứng rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn thích sử dụng ý chí cá nhân để mệnh lệnh cho suy nghĩ và hành động chính trị của toàn dân. Kiểu làm này xưa nay không có gì thay đổi. Ngược lại, giấc mơ của nhà lãnh đạo dân quyền Mỹ, ông Martin Luther King Jr. là tầm nhìn về tương lai của một xã hội mà không cần phải cưỡng bức để đạt được. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh sử dụng bộ máy tuyên truyền để quảng bá giấc mơ Trung Hoa là mục tiêu tư tưởng và chính trị, biến nó thành một biện pháp hành chính đòi hỏi nỗ lực của cả nước. Đây là khác biệt cơ bản. Giờ đây, khi chương trình Giấc mơ Trung Hoa tan vỡ, những người nông dân trồng dưa hấu đang kêu gọi giới trẻ đừng trở về nông thôn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Những góp ý của quý vị sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi Khán Trung Quốc trên hai nền tảng, YouTube và Khán Trung Quốc. Như Ngọc và Khán Trung Quốc xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.